Hello, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV Anh chị em nhìn xem Sau cái Tết là một mớ hoàng tàn Thế nhưng mà mình lại vẫn còn hàng anh chị em nhé Mình vẫn còn rất nhiều hàng ủ để anh chị em và con mua sắm Với tiêu chí ngon, bổ, rẻ và chất lượng Tất cả những mặt hàng đây đã đáp ứng đủ các tiêu chí để cho anh chị em bà con lựa chọn nhé Thực chất là sau khi Tết ấy mình muốn quay video rất nhiều để cho anh chị em bà con xem hàng và để tham khảo. Thế nhưng mà thật sự anh chị em ạ, tất cả anh chị em đã biết đến mình thì các bạn cũng biết rồi đấy. Rất nhiều bạn đã inbox trực tiếp cho mình. Mình bận quá anh chị em ạ, mình bận quá thực chất là mình bận rất là bận, mình không có thời gian trả lời các bạn nữa. Thế nên là thành ra mình không có thời gian quay video cho các bạn. Thì không phải bạn nào cũng biết cái Facebook của mình. Có tất cả những các bạn mà chỉ cần biết Facebook của mình Các bạn chỉ cần vào inbox cho mình cái thôi Là mình sẽ có đủ các mẫu mã cho các bạn Đấy Thì mình không có thời gian sâu từng con mặt hàng lên, lên cho các bạn nhá Và đây là những cái kèo thơm cho anh chị em Nhá Đầu tiên đó là con này thì mình cũng không biết phải là thơm hay không Con xoay và quốc tế Con này mình vừa tắt nguồn rồi Con này 64GB nhá Con này nó zin từ A đến Z một tháng hết pin 6S Plus quốc tế 64G Con này hình thức mình đánh giá được đẹp là 95% Anh chị em nhá, nhìn nó rất là đẹp Nha, rất là đẹp Để cho anh chị em bà con là 1 triệu rưỡi 6S Plus quốc tế nhá Nguyên zin nguyên bản, chưa động ốc nhá Để cho anh chị em bà con là 1 triệu 500 nghìn đồng Pin thì còn 6-7% Nếu mà pin mới thêm 200 nghìn nữa Anh chị em nhá, 6S Plus Mình không biết đối với các bạn Cái mặt hàng này đối với các bạn là đắt Hay là rẻ Thế nhưng mà mình nói thật sự các bạn Bây giờ test xong rồi không có hàng mà bán Nó thật sự Rất nhiều anh chị em mình hỏi mình có 7, 8 g không Mình hết hàng luôn anh em ạ Hết hàng luôn Đấy là con bè đất này Đấy Hôm nay mình mua hai con này mình mua được của khách anh chị em nhá Mình mua của khách Đây này bè đất quốc tế Con này thì cam kết với anh chị em là menzin zin Màn zin Full chức năng Máy Đài Loan Nhá quốc tế nhá Phiên bản 128GB một zin màn zin 128GB Pin bao nhiêu nhỉ? Pin 100% Con này mình để cho anh chị em bà con là Thế nào? 2 ,3 triệu 3 À có còn tăm vào đất nữa anh chị em ơi Tăm vào đất nữa Đây đây tăm vào đây Quên mất anh chị em đợi mình thích nhá Tăm vào đất đây Tăm vào đây Đây Hôm trước mình mua của bạn này. Một bạn con tám lớp này mình mua 2 triệu nhá. Tám lớp cũng kế này. Nhá. Phun chức năng. Apple Pay này thì nó thật sự Apple Pay mình chẳng biết là cái gì. Nói chung là Apple Pay nó không quan trọng đâu nhá. Cái lỗi này nó không quan trọng gì đâu. Apple Pay này thì kiểu mình khi mình mình chẳng hiểu nó làm cái gì. Nhưng bạn ấy dùng bình thường nhá. Quốc tế này. Cam X2, hai Cam X2 lỗi này. Cam X2 của nó anh anh cái Cam X2 nó không quan trọng anh chị em ạ. À. Nó là cam chân dung thôi, còn nó Cam X1 vẫn ok, cam trước vẫn ok nhá. Tất cả máy quốc tế full chức năng. Fairy đầy đủ nhá. Fairy đủ. Màn zin này. Đấy, vỏ này, hoa vét này. Có bạn ấy dùng bình thường mình mua 2 triệu nhá. Mình bán cho bà con 2 triệu 2, 8 blood quốc tế. 2 triệu 200 000 đồng quốc tế nhá. Vân tay vân chân đầy đủ này, sim chiếc các ok, wifi ok này. Đấy thế thôi. Cơ bản chỉ thế thôi nhá, 8 blood quốc tế. 7 blood quốc tế 2 triệu 3 nhá. 128 kg nhá. Đấy. Đấy là những kèo cỏ cho anh em thích săn đồ rẻ hạ. Còn đâu là những cái mặt hàng này thì nói chung nó cũng như trong năm thôi. Thì rất nhiều anh chị em nào có nhu cầu mua điện thoại thì chất lượng bên mình, mình thật sự anh chị em ạ. Mình bán rất nhiều máy rồi, rất nhiều điện thoại rồi anh chị em không phải lo về chất lượng. Cái này, con XS Max độ 13 Pro Max này. Con này thì anh chị em cầm đi sĩ gái thì ok này. XS Max độ 13 Pro Max nhá. Con này cam mắt bé thế nên là được cam được nó sẽ được Cam x1, Cam x2 nhá. Cam mắt bé còn bình thường nếu mà anh em độ cam mắt to ấy thì chỉ có được Cam x1 thôi, Cam x2 không được nhá. Đấy, XS Max quốc tế độ 13 Pro Max, Menzin, zin mà linh kiện loại siêu đẹp luôn nhá, Máy full chức năng nhá, Full chức năng Pin mới nhá, Face ID đầy đủ nhá Màn rất là đẹp luôn anh em ạ Con này mình để cho các con là 5 triệu tư cái mắc độ nhá, 5 triệu 400 nghìn đồng Full chức năng Tiếp theo chương trình đó là iPhone 8G iPhone 8G của các bạn đây nó là hàng nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng nhá iPhone 8 g quốc tế nguyên zin nguyên bản nguyên áp phun chức năng nếu mà để nguyên như thế này thì bán cho bà con hai triệu ba nếu mà thay pin mới thì anh chị em thêm cho mình 200 nữa là 2 triệu 500 nghìn đồng 8G nhá Tiếp tục chương trình đến cái dòng 7G Đối với dòng 7G 32GB đây thì đây nó đều là máy zin hết anh chị em nhá Con nào zin thì mình bỏ zin Con nào mình màn lô mình bỏ lô, con nào bên sửa thì mình bỏ bên sửa Mình không bao giờ mình nói sai một điều nào anh chị em nhá 7 quốc tế 32GB Mèn din màn din full chức năng Máy din từ A đến Z luôn Thì con này mình để cho anh chị vào con nào 1 triệu 7 nhá. 1 triệu 7 Hello, 1 triệu 8 1 triệu 8 1 triệu 8 Còn đâu đối với bản là à, 128GB đây 128GB thì mình để cho 3 con là 2 triệu 1 nhá, Đấy là máy din 2 triệu 1 À đây hôm trước các bạn hỏi mình dòng 12 Pro Max đây 12 Pro Max Trước mặt các bạn Đây là ba con 12 Pro Max Đây nó là hàng chất đây, Anh chị em nhá hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp mà loại là đẹp, keng anh chị em ơi nó đẹp keng đẹp chín luôn nhá 12 hai nó mắc nguyên zin bản nguyên áp đẹp keng chín nhá thì hàng này nó hơi đắt một tí là chị anh chị em hơi đắt tí hàng này mình để cho anh nhiều chị em mà còn được mười hai triệu hai đây nó là hàng còn áp anh chị em nhá không chấp cái hàng sờ ba đây còn đây đây còn bọn này thì cũng còn áp đây nhưng bọn này mình nhập về nó rẻ hơn mình bán được bao còn mười triệu tám pin 87, bảy pin cao giá man gì 12 hai đầu mắc quốc tế nhá con này còn áp đây anh chị em nhá cam kết với anh chị em đây nó là nguyên zin nhá nghe rồi mắc này nguyên zin nó phải một tí nhá nó phải một tí thôi nói chung là hơi phải phải đây anh chị em chừng chưa nó hơi xong một tí này đấy Râm, rỡ đội viên cũng rất là đẹp nhá 10 triệu 8 thì anh chị em có thể tiết kiệm được hơn một triệu nhá mười hai mắc này 10 triệu 8 này nhá anh chị em yên tâm một điều là bây giờ mà những những cái loại hàng này mình làm là các bạn mua không còn đâu không còn đâu vì mình cũng hiến lắm rồi khó về lắm anh chị em ạ. 12 mini đây thì nhà mình sau Tết thì trước Tết vẫn còn nhiều và sau Tết mình mình còn 3 cây. 12 mini quốc tế 128 GB nhá. 12 mini quốc tế 128 GB. Nguyên zin nguyên bản nhá. Full chức năng quốc tế để cho anh chị em và con là 5 triệu rưỡi một cây. 12 mini 5 triệu rưỡi. 13 13 mini thì 128 GB mình để cho anh chị em và con là 8 triệu. 256 GB đây, nguyên zin nguyên bản nguyên đáp đây thì mình để cho anh chị em bà con là 8 triệu rưỡi nhá phiên bản 256 ghi đối với dòng 13 thường đây 13 thường màu hồng và màu trắng đây đó là hàng đẹp hàng chất hàng zin 10 triệu 500 còn hai cây màu hồng và màu trắng nhá 13 thường quốc tế nhá 13 thường quốc tế x giờ độ thì trước Tết mình còn rất nhiều và sau Tết mình còn đúng một cây x giờ độ 15 pro titan mình còn bán 5 triệu 2 anh chị em nhá vì hôm trước mình có 10 con thì mình bán tầm 5 triệu thì bây giờ mình bán 5 triệu 2 x giờ độ nhá titan 11 Pro đối với dòng 11 Pro hiện tại thời điểm này bên mình nhá. 11 Pro 64 g nguyên zin nguyên bản nguyên áp. Đây nó là hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp thì chắc chắn sẽ không có pin cao đâu anh chị em nhá. Hàng đẹp keng. Mình để cho anh chị em mà còn 6 triệu 8 một cây. 11 Pro 6 triệu 800 đồng một cây. Nó là hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp chưa có sửa ba. Còn đâu với bản 256 g thì mình vẫn bán là 7 triệu 3. Nhớ 7 triệu 3. Nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng. 7 triệu 3. Đấy, là dòng 11 Pro 11 Pro Max quốc tế 64GB Và 256GB Đây nó là bản 64GB Anh chị em nhìn chất máy nó đẹp không Đẹp dã man luôn Pin mới 8 triệu rưỡi 11 Pro Max Phiên bản 256GB đây Thì mình để cho anh chị em bà con là 9 triệu 700 nghìn đồng Đây nó là máy đẹp Đẹp chưa anh em Quá đẹp 9 triệu 700 nghìn đồng 11 Pro Max quốc tế tiếp theo chương trình đây một pro max 64GB này. Tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ đến mấy dòng 11 thường nha. 11 thường 64GB đây, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp đây. Nhưng mình bán là 5 triệu 800 000 đồng nhá. 5 triệu 800 000 đồng Máy nguyên zin nguyên đoạn, bản nguyên áp full chức năng đẹp keng. 5 triệu 8. Với bản 128GB thì mình bán cho bà con là 6 triệu 300 000 đồng 128GB nhá. Máy đẹp, nói chung là nó là máy đẹp. Mình bán như nào mình bảo như thế máy như nào tình trạng mình bảo bảo hỏi thế đây 12 3 Pro Max này gì này phải này xấu này nhường được cái nguyên zin vỏ hơi xấu tí thôi 13 triệu 500 nghìn đồng cho anh chị em bà con 13 triệu 500 x nhét quốc tế phiên bản 256 gb phiên bản 64 ghi đây còn hai cây chị em nhá 64 gb mình để bà con là 4 triệu 700 nghìn đồng đây nó máy zin chứ không máy 63 đâu nhá máy zin nó chưa có 63 tí nào cả đây 256 ghi đây 5 triệu X kết quốc tế màn GX Đấy rồi màn GX này Pin mới nha, bị đây màn GX này Riêng để cho anh chị em một con duy nhất thôi Đây là màn GX khỏi màn 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 mà lô đâu hai sim vật lý Để cho anh chị em một con là 4 triệu 8 X kết mắt quốc tế nhá 4 triệu 8 Ok Anh chị em tham khảo đi cái tham khảo được kia nào Thì anh chị em hợp lý Thì anh chị em mua Cảm ơn anh chị em nhá